Chào các bác nhá. Bây giờ là hơn 9 giờ rồi. Để xem là cái đống chim món này kiếm được con nào nó thuần thuần. Thuần thuần hay là nó mà biết ăn rồi ạ. Sờ nó phải có lúa rồi cơ. Xanh tím này không biết là tông nào đây. Xanh tím à. Xanh tím thì đây con này có lúa rồi này. À, xanh đỏ. Xanh đỏ chứ không phải. Xanh và đỏ, đỏ sẫm. Đây là xanh và xanh hai xanh. Xanh ngọc và xanh dương. Đây, con này ăn cứng này. Con này lúa xịu xịu xạo xạo rồi. Xanh ngọc, xanh dương. Xem là cái bảng màu kia xem là nó như nào. À đây. Xanh ngọc với xanh dương là con lẻ của dòng 108. Bố mẹ 108 có video nhá. Ra thổ, thổ đồng, đồng diều rất ok. Còn chả biết là màu đỏ. Đỏ xem nó xem nào, nó xem nào. Thôi rồi. 108 à. Đây nhá, siêu thuần luôn. Các bác, khi mà cái dòng này em bón là nó cũng đuôi nó cũng dài và nó cũng đã tự mổ được rồi. Có nghĩa là mình bắt là nó không bay, không biết gì cả. Đấy. Đây là con. Đây, kiểm tra cho anh em xem là độ thuần của nó nhé. Đó. Đây. Đó. Con này chân dài, độ thuần ok, ăn lúa tốt rồi. Đó. Đấy, mỏ rất là dài luôn. Đấy. Đực lẻ của tông 108 nhá. Đeo vòng xanh ngọc và xanh nõn chuối. Đấy. Dòng này là đồng diều xịn sò luôn nhá. Có video bố mẹ anh em nào cần test giọng video bố mẹ em gửi riêng qua Zalo. Đấy. Con đực lẻ này thì em để cho anh em là 1 triệu này. Đó. Bao âm bao trống cho anh em. Đó. Đó. 108 này là vòng nhá. Xanh dương và xanh ngọc. Anh em yên tâm là những con này là rất là thuần. Đó. Bao trống cho anh em. Dòng này dòng âm nhá. Anh em nhìn mỏ rất là dài luôn. Đó. Chân dài, mỏ dài. Đó. Thậm chí là vòng xanh này nó cũng đã có số ở vòng. Đó. Như vậy là trong cái clip này em thao lên cho anh em là con đực lẻ nhá. Đực lẻ, sau cái clip đực lẻ này em sẽ lên cho anh em một đôi nhá. Đôi, dòng này là gọi là búng cánh theo tay người đấy. Đấy. Thả không đi. Đấy. Quay cho các bác nó phải thực tế chứ mình không phải là chim thì thực ra là nó là chim bón lên. Đây. 108 này. 108. Đó. 108 đây. Xanh dương và xanh ngọc. Đó. Anh em tham chiếu bảng màu cho em nhá. Đó. Chuẩn luôn. Con này là con lẻ đực nhá anh em nhá. Đó. Đấy. Báo giá công khai bởi vì dòng này nó là dòng âm. Dòng âm anh em ạ. Anh em có thể liên hệ cho em Thao là 0335305982. Đó, dòng này dòng âm cực kỳ luôn anh em nhé. Đây. Chân móng là không có lỗi tật gì cả. Đó. Chim rất là thuần luôn. Đuôi dài rồi. Ăn lúa tốt rồi. Quay cho anh em
trên móng. Đó. Rồi. Rất là ok cho anh em nhé. Đấy, được lẻ nha anh em nhé, ăn lúa tốt rồi. Mấy hôm nay ấm áp nó chim rất là thuần. Đó, em sẽ tìm cái clip sau. Xem này. Cái này xem này. Xanh. Xanh này là xanh gì đây? Xanh lá. Xanh lá mới này. Đỏ. Em phải tìm con này là con nào mà lại không thấy nó nhỉ? Xanh lá. Xanh lá nhạt nhạt. Đỏ. Đâu? Đỏ. Xanh lá. Đỏ. Đây 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 đây. Đây. Đây đây đây. 94. Đôi zin 94. Vậy này em sẽ tìm cho các bạn một cái con còn lại của 94 nhá. Mà hình như cái đôi này không biết là còn một con nữa mà hôm nay không nhìn thấy đâu, không biết là kiểu gì. Xem lại đã nhá. Anh em. Đó. Anh em lưu ý cái dòng 108 này âm rất tốt nha anh em nhá. Được lẻ. Đấy. Chân móng đây. Hoàn toàn ok anh em nhá. Đó. Đấy. Tất cả những cái này là đều phải ghi chép, phải đeo vòng lại. Đó. Chim là cánh tiên này anh em. Đó. Rất thuần nhá, hàng này ăn lúa. Đây sờ lúa đây. Xào xạo rồi. Đấy, đói bắt đầu nó mới lao vào tay mình, nó vô no rồi nó không lao. Nhưng đại khái chim rất thuần. Đó. Các bác liên hệ cho chú Thao nhé. Liên hệ cho chú Thao theo cái số ở cái máy ấp này. Đó. 0335305982. Đôi khi gọi cho em không được, gọi cho bà xã. 0375897487. Em xin kết thúc cái video 108 ở đây.